Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm cơm rượu nha các bạn. Món ngon không thể thiếu cho dịp Tết Đoan Ngọ. Cơm rượu được lên men đúng cách theo kiểu miền Nam, có vị ngọt tự nhiên, mùi thơm nồng, thành phẩm hạt nếp chín đều, giữ được màu sáng. Từng viên cơm rượu tách rời nhau rất mềm nhưng lại không bị nát. Cơm rượu này mà ăn với xôi vò thì ngon hết ý luôn. Các bạn có thể chừa lại một ít để làm nguyên liệu cho món bánh bò rễ tre nữa. Nào mình cùng nhau bắt tay vào làm ngay nha. Mời các bạn tham khảo vài nguyên liệu đơn giản cần chuẩn bị trước khi bắt đầu. Đầu tiên mình chuẩn bị 800 g gạo nếp. Các bạn có thể sử dụng loại nào cũng được, nhưng phải chọn nếp ngon nè, hạt đều, căng bóng, không ngả vàng hay là ẩm mốc nha. Chất lượng nếp tốt sẽ quyết định nhiều đến chất lượng của cơm rượu khi lên men. Vì vậy nên các bạn nhớ lưu ý nha. Trước khi nấu thì mình vo sạch nếp và cho nếp vào nồi. Với 400 g nếp thì mình cho vào 300 ml nước. Lượng nước cho vào hơn mặt nước khoảng 1 cm là được. Nồi của mình dung tích nhỏ nên mình nấu 2 lần để nếp được nở đều. Nếu sử dụng nồi to hơn thì các bạn có thể nấu 1 lần nha. Nồi này là loại nồi cơm điện có áp suất. Nó có nhiều chế độ nấu lắm, như nấu gạo nếp, gạo nâu. Với chế độ này thì mình không cần ngâm nếp cũng như là không cần canh thời gian, chỉ cần chọn đúng chế độ nấu gạo nếp là được. Trong khi chờ, mình sẽ đem giã nhỏ chỗ men này ha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho men vào bịch Ziploc nè, dùng chày giã nó ra. Các bạn lưu ý là khi chọn men sẽ quyết định sự thành bại của món cơm rượu đó, nên mình nên chọn mua men mới, còn hoạt động tốt. Men quá cũ nó sẽ không lên men đều, món ăn của mình sẽ dễ bị hư. Mình mua men dạng khô như thế này, được nén lại thành dạng viên. Men mình mua là men ngọt để làm cơm rượu hiệu này nè. Mình có ghi rõ ở phần nguyên liệu nha các bạn. Men này mình làm lần nào cũng thành công. Nếu không có men giống của mình thì các bạn có thể mua loại khác, nhưng phải mua ở những nơi uy tín để chất lượng men được tốt nha các bạn. Trong clip thì mình giã 3 viên, nhưng hơi nhiều đó, mình chỉ dùng hết 2 viên. Các bạn giã 2 viên thôi nha. Xong rồi mình rây nè. Phần nào còn to thì mình sẽ giã lại và tiếp tục rây nhuyễn như thế này. Cơm nếp đã chín rồi. Nhìn nó hơi nhão hơn cơm nếp mình ăn bình thường một chút. Hạt nếp nó nở mềm như thế này. Không quá khô cũng không quá nhão nha các bạn. Nếu quá khô thì hạt nếp nó không đủ độ ẩm để lên men. Còn quá nhão thì hạt nếp nó sẽ dễ rượu rã khi lên men, không ngon nha. Mình pha sẵn 2/3 chén nước sôi để nguội nè. Và 1 muỗng cà phê muối. Khuấy tan để chút nữa mình sẽ dùng đến. Lượng nước muối này mình sẽ không dùng hết đâu nha các bạn. Các bạn chuẩn bị một cái tràng hoặc mâm, lót bên dưới lá chuối. Sau đó mình thoa đều nước muối lên bề mặt của miếng lá chuối để diệt khuẩn. Nếu không có lá chuối, các bạn dùng màng bọc thực phẩm cũng được ha. Mình lót để cơm nếp không bị dính bên dưới á. Lá chuối này cũng phải rửa sạch và lau khô nha các bạn. Bước tiếp theo thì mình sẽ xới cơm nếp ra ngoài. Dùng muỗng hoặc nĩa đó, mình nhúng qua nước muối để không bị dính ha. Và căng mỏng và đều ra, dày chừng khoảng 1 cm như thế này. Mình chờ nguội, còn hơi ấm ấm là được nha. Các bạn lưu ý là không nên bỏ men khi cơm nếp nó còn nóng quá sẽ làm chết men, còn nguội lạnh quá nó cũng sẽ khó bắt men nha. Sau đó mình rắc men thật là đều lên nếp, mình dùng tay rắc từng hàng như thế này sẽ đều hơn. Tổng lượng men loại này mình sử dụng là 18 g cho 800 g nếp là vừa nha, tương đương với 2 viên men đó. Lưu ý là nếu men quá nhiều sẽ làm cơm rượu mình bị đắng đó. Một lưu ý nữa là có nhiều hiệu men khác nhau, vì vậy các bạn hỏi rõ người bán về tỷ lệ dùng men để làm cơm rượu được ngon nhất nha. Rồi mình úp lại để rắc mặt dưới nè. Mình cũng rắc đều để men được thấm đều vào cơm nếp. Như vậy bảo đảm cơm rượu lên men sẽ rất là ngon. Tiếp theo thì mình vo viên và ủ cơm rượu. Nếu có lá chuối thì các bạn dùng để ủ, cơm rượu sẽ thơm ngon hơn. Không có cũng không sao nha các bạn. Mình xé nhỏ lá ra như thế này. Nhớ rửa sạch lá và để thật là khô nước. Dụng cụ để ủ cơm rượu cũng phải sạch sẽ và khô ráo nha. Vì món lên men nên các bạn sử dụng bằng sành
hoặc bằng thủy tinh là tốt nhất ha. Nhớ rửa tay sạch và mình dùng tay làm cho dễ nha. Thấm vào tay một ít nước muối để nếp không bị dính tay á, đồng thời để diệt khuẩn nữa. Mình dùng muỗng nhỏ thấm qua nước muối rồi mình lấy nếp. Vắt nếp cho nó kết dính chặt vào nhau. Và mình vo thành từng viên nhỏ vừa ăn như thế này. Đặt vào lá chuối và cuốn lại rồi mình xếp vào khay đựng. Các bạn cứ xếp sát nhau như vậy. Nếu nhiều hơn thì có thể xếp thêm một lớp lá chuối, rồi mình xếp chồng lên nhau cũng được ha. Có lá chuối thì món cơm ruột của mình sẽ thơm hơn một chút và nó sẽ không bị dính vào nhau. Nếu không có lá chuối, các bạn vo viên và xếp sát vào nhau nha. Xong rồi mình dùng một ít nước muối còn lại búng đều lên mặt những viên cơm rượu để diệt khuẩn và giúp mặt nếp không bị khô. Sau đó dùng màng bọc thực phẩm phủ lên mặt. Tùy theo nhiệt độ nơi ở của bạn mà cơm rượu sẽ lên men nhanh hay chậm nha. Thường trong vòng 2 đến 3 ngày cơm rượu sẽ chín. Nhiệt độ lên men tốt nhất là khoảng từ 30 đến 35 độ C. Mình bọc kỹ để cơm rượu không bị chua và mình ủ trong môi trường tối và kín gió để cơm rượu mình được trắng ha. Đậy kín nắp và ủ. Và đây là cơm rượu mình đã ủ được 3 ngày. Mình cùng nhau xem thành phẩm nha. Vừa mở nắp hộp ra đã nghe mùi thơm nồng của cơm rượu mới vừa lên men. Thành công rồi các bạn ơi. Khi lên men, nếp tự ra nước như thế này. Trong và thơm lắm luôn. Nước có vị ngọt thanh, vừa phải. Mình có thể dùng rất là ngon. Nhưng thường cơm rượu miền Nam người ta hay nấu thêm một ít nước đường để cho vào ăn cùng với xôi vò rất là hấp dẫn. Mình dùng ở đây là 50g đường và 150ml nước. Bạn nào thích ăn ngọt hơn thì mình có thể cho thêm đường ha, tùy khẩu vị các bạn nhé. Nấu sôi cho đường tan rồi mình để thật nguội mới cho vào nha. Nên cho vừa thôi để khi ăn vẫn còn nghe mùi nồng nàn của cơm rượu nữa hen các bạn. Mình múc cơm rượu ra chén nè. Mình lấy lá chuối bỏ ra nè. Và mình mời các bạn cùng thưởng thức qua màn ảnh nhỏ với mình nha. Cơm rượu mềm tan trong miệng, vị ngọt thanh vừa phải, thơm và hơi nồng nhẹ mùi rượu mới lên men, thiệt là hấp dẫn. Bạn có thể ăn kèm với xôi vò rất là ngon. Cơm rượu còn dùng làm nguyên liệu để làm bánh bò rễ tre mà sắp tới mình sẽ chia sẻ cùng các bạn. Một người dùng từ 4 đến 5 viên cơm rượu là đủ nha. Cơm rượu giúp hỗ trợ tiêu hóa nè, giảm nồng độ cholesterol dư thừa, hỗ trợ giảm cân nè. Nên các bạn có thể ăn bất cứ lúc nào trong ngày, trừ khi bụng đói nha, hoặc lạm dụng quá thì có thể bị sai đó. Cách bảo quản cơm rượu, khi lên men như ý thì các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh và dùng dần. Mình dùng được khoảng 3 đến 4 ngày là an toàn. Chúc các bạn thành công với món cơm rượu. Nếu có thắc mắc hoặc góp ý, xin các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Nhớ like để ủng hộ tinh thần của Ba Bình Dương nha. Bấm vào đăng ký và click vào cái chuông để xem những video mới nhất nhé. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.